Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Như S News đã đưa tin về sự việc thầy giáo Nguyễn Tiến Đạt, một thầy giáo dạy online và luyện thi khá nổi tiếng ở Hà Nội, đã bị tố là giúp học sinh gian lận thi cử khi cung cấp đáp án để học sinh chép trong đợt thi khảo sát chất lượng lớp 12. Lý do thầy giáo Nguyễn Tiến Đạt làm như vậy là gì thì chúng mình đã chia sẻ trong một video trước, các bạn có thể click ở trên màn hình để xem lại nhé. Quay trở lại với sự việc thì mới đây, thầy giáo Nguyễn Tiến Đạt đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như Công an thành phố Hà Nội để giải quyết. Thầy Đạt cũng chia sẻ sự việc đã qua và kết quả của buổi làm việc cũng đã được đăng tải trên trang cá nhân dưới dạng tâm thư nói với học sinh của mình nên không muốn nhắc lại sự việc một lần nữa. Thầy chia sẻ rằng hôm nay thầy đã tích cực hợp tác với Sở Giáo dục Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội và thầy đưa một vài thông tin để các bạn học sinh của thầy khỏi hoang mang. Thầy nhận trách nhiệm toàn bộ về việc chữa bài cho học sinh khi Sở Giáo dục tổ chức thi thử online vào ngày 29 tháng 5. Điều này đã gây ra những phản ứng trái chiều không chỉ đối với học sinh đang ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà còn đối với giáo viên trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Về quan điểm giáo dục của thầy, thầy đề cao tính trung thực và minh bạch trong thi cử. Các thế hệ học sinh từ năm này qua năm khác đều biết thầy kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt bài tập về nhà và kiểm tra đầu giờ trên lớp, không ngừng dặn dò học sinh luôn chăm chỉ và nghiêm túc học tập để nhận được kết quả xứng đáng. Mọi thành quả đều trả giá bằng thời gian và công sức. Tuy nhiên, trong vấn đề thi thử online của Sở Giáo dục Hà Nội vừa rồi, thầy chưa nhận định chính xác tầm quan trọng của kỳ thi và đây là lần đầu tiên thầy cho học sinh trong nhóm lớp điền đáp án hoàn thành sớm bài thi để nộp trên lớp để các bạn có thể tiếp tục học tập kiến thức mới và đã dặn dò các bạn để thi thử online năm nay các em tự làm lại và thầy sẽ chữa bài vào ngày hôm sau. Mục đích chính là giúp các bạn hoàn thiện kiến thức và có nền tảng vững vàng hơn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Còn trong thâm tâm thầy chưa hề có ý định tiếp tay cho hành vi gian lận trong kỳ thi thử online này như mọi người vẫn đang đồn thổi. Vì ai cũng thấy rằng tiếp tay cho hành vi gian lận là trái với đạo đức nghề nghiệp và có thể phải chịu án phạt rất cao của pháp luật. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe S News nhé!